Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với lại channel của mình. Ngày hôm nay món ăn mà mình muốn chia sẻ đến mọi người đó là một món chay nha. Món hôm nay thì hơi cầu kỳ một chút xíu nhưng mà đảm bảo ngon nha các bạn nha. Ok, món ăn mà mình chia sẻ với mọi người có tên là lagu, mà hôm nay là món chay nha các bạn nha. Lagu chay, món ăn này các bạn có thể đãi tiệc hoặc là nấu cùng với lại gia đình mình thưởng thức vào mỗi cuối tuần đó các bạn. Lagu chay thì sẽ ăn cùng với lại bánh mì, món ăn cầu kỳ nhưng mà không quá là khó làm nha. Mình lưu ngay và thêm ngay vào menu danh sách những món chay ngon để mình thực hiện dần nha các bạn nha. Nguyên liệu ngày hôm nay thì mình chia sẻ dành cho 6 đến 7 người ăn á các bạn. Mình có để các thành phần nguyên liệu và gia vị các bạn cùng tham khảo nha. Và mình có ghi trong cái phần mô tả, các bạn tìm kiếm thì cứ vào phần mô tả là thấy nha các bạn nha. Nấu món chay nên mình cần củ để nấu cho ngọt nước dùng. Mình đã sử dụng một củ cải trắng nè, một củ hành tây, một củ đậu và một quả bắp. Phần này thì mình có thể thay thế hoặc là thêm các loại củ quả khác để làm cho ngọt nước nè các bạn. Ok, bây giờ thì bắt tay vào bếp thôi cả nhà ơi. Đầu tiên thì đi nấu nước dùng cái đã nha. Những loại như là củ cải trắng, hành tây, củ đậu, bắp mình sơ chế sạch sẽ, gọt bỏ vỏ. Mình cho hết củ quả vào nồi rồi thì mình cho thêm 3 lít nước vào. Mình bắt lên bếp nè. Mình bắt lên bếp mở lửa to, nước sôi thì mình bật nhỏ lửa lại. Và nấu từ từ cho củ quả ra hết chất ngọt. Mình có cho vào nồi nước dùng một muỗng cà phê muối để dằn vị á các bạn. Nấu nồi nước dùng này thì mình nấu tầm 1 tiếng nha các bạn nha. Trong lúc mình nấu nước dùng thì mình đi sơ chế các loại nguyên liệu khác. Món này thì mình sử dụng đậu Hà Lan và đậu ngự. Những nguyên liệu này rất là dễ mua, mình đã mua ở chợ á các bạn. Đậu thì đã được bóc vỏ nè, đem đi rửa sạch để ráo là được. Ở đây thì mình sử dụng nấm đông cô tươi. Mình có khoảng 13 đến 14 búp nấm. Mình gọt và cắt bỏ phần gốc. Nào cứng quá thì mình cắt bỏ đi luôn nha các bạn nha. Để khử cái mùi nấm của đông cô thì mình đã ngâm với lại một muỗng canh muối, hai muỗng canh bột mì. Với cách làm này thì mình đã học ở một chị. Chị bày á, khi mà mình làm cách này, nấm đông cô sẽ giảm bớt cái mùi nồng của nấm á các bạn. Trong lúc mình ngâm nấm thì mình đi gọt bỏ vỏ của các loại củ quả như là củ sen nè.
Sau khi mình gọt vỏ xong thì mình cũng đi rửa sạch. Mình sẽ cắt các loại củ quả này ra nha các bạn nha. Củ sen thì mình sẽ cắt lát. Sau khi mình cắt lát sen xong thì mình cho vào một cái tô. Mình có vắt một ít chanh vào để ngâm cùng củ sen. Làm cách này thì sen của mình không bị thâm đen. Nấm sau khi mình ngâm thì mình cũng rửa qua nhiều lần với nước sạch. Rửa xong thì mình vắt, cho ráo nước như thế này nè các bạn. Tiếp đến thì mình cũng cắt nhỏ nấm đông cô ra. Phần nấm đùi gà thì mình cũng cắt ra nè các bạn nè. Tàu hũ kia này đã mềm, được mình ngâm trước đó nửa tiếng đó các bạn. Khi ngâm nước thì nó sẽ mềm ra và dẻo. Bây giờ mình sẽ đi cắt khúc và chiên qua với dầu. Sau khi chiên xong tàu hũ kia qua với dầu thì các loại củ còn lại thì mình cũng chiên qua với dầu luôn nè các bạn. Mình chiên củ sơ qua với dầu để tí nữa cái phần lagu của mình nó sẽ có phần củ thì nó vừa chín tới, không bị bấy nát, vừa đẹp mắt mà vừa ngon nữa. Nấm đông cô và nấm đùi gà thì mình cũng chiên sơ qua với dầu này các bạn. Nấm chiên qua với dầu tí nữa ăn thì nấm sẽ có độ dai và ngon. Bây giờ mọi thứ được chiên qua với dầu xong rồi thì mình đi làm phần sốt cà chua nha các bạn. Mình bắt lên bếp một cái chảo, cho vào đó 2 muỗng canh dầu ăn. Dầu ăn sôi lên thì mình cho hành baro vào phi cho thơm vàng lên. Tiếp đó thì mình cho 4 muỗng canh tương cà cô đặc vào. Nhà bạn nào mà có cà cô đặc thì mình sử dụng, còn không thì mình sử dụng cà chua làm sốt xay cho nhuyễn ra cũng được luôn nha. Mình sử dụng 1 muỗng cà phê muối và 2 muỗng cà phê đường để dằn cái vị chua của tương cà các bạn. Phần sốt cà chua đã xong, bây giờ quay qua nồi nước dùng cũng đã hầm được 1 giờ rồi nè. Mình lược bỏ toàn bộ phần xác củ quả, để lại phần nước. Bật bếp lên với lửa vừa, đun cho sôi. Lúc này mình cũng cho phần sốt cà chua vào luôn. Sau khi cho sốt cà chua vào thì mình hòa tan cái sốt cà chua ra.
mình nêm nếm cho vừa với lại khẩu vị gia đình mình. Mình muốn nước dùng của mình có màu đẹp thì mình đã cho một muỗng canh dầu màu điều vào. Thế thì mình cho 300ml nước cốt dừa tươi vào nè. Tiếp theo thì mình cho nấm vào. Mình nấu nấm tầm 10 phút thì mình mới cho đậu vào nè các bạn. Rồi tiếp theo mình cho củ vào. Củ nào cứng với lại lâu chín thì mình cho vào trước. Củ nào nhanh chín hơn thì mình lại cho vào sau nha. Để tạo độ sánh cho nồi lagu thì mình đã cho 2 muỗng canh bột năng hòa tan với lại 3 muỗng canh nước lọc để cho vào nồi lagu. Vừa cho vừa khuấy đều xem thử độ sánh như thế đã được chưa rồi mới cho tiếp nha các bạn. Tránh cái tình trạng là cho nhiều quá sẽ bị đặc đó. Ok, như vậy là nồi lagu của mình đã xong rồi nè. Hoàn thành rồi các bạn ơi. Nhìn rất là hấp dẫn đúng không? Có đủ tất cả các nguyên liệu, củ, quả và nấm. Mình cho ra tô thôi nào. Màu cũng rất là đẹp nữa. Món này mà là món ăn sáng cuối tuần cho gia đình thì chắc hẳn rằng mọi người sẽ rất là thích luôn á. Hoặc là khi nấu đám tiệc á, cái món này mà cho vào cái menu thì chỉ có 10 điểm không có nhân ạ. Ok, cho hết ra nè. Rồi cho một ít hành ngò, rắc lên miếng tiêu, dùng kèm với lại bánh mì. Rau củ thì vừa chín tới, nấm thì dai dai giòn giòn, vị rất là vừa. Béo béo thơm thơm của nước cốt dừa. Mời cả nhà nha. Như vậy là chiếc video ngày hôm nay của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem đến đây nha. Nếu mà thấy thích thì cho mình một nút like. Và đừng quên bấm đăng ký kênh để ủng hộ mẹ Tấm Làm Kênh nha. Còn bây giờ thì bye bye và chào tạm biệt các bạn. Bye bye.